Hello hello, xin chào tất cả mọi người. Ở video trước thì đã hướng dẫn với mọi người cách để làm sao chúng ta có thể lên lịch bài đăng của mình ở trên group và trên Facebook nhé. Thì có rất là nhiều bạn cũng muốn là hỏi thêm về cái việc làm sao để cũng tương tự như vậy chúng ta có thể đăng lên lịch đăng ở trên YouTube. Đối với những cái thời gian bận thì chúng ta có thể là lên lịch đăng từ những ngày trước đó để có thể đăng vào những cái khung giờ nhất định. Thì ở trong video này thì sẽ hướng dẫn cho mọi người nhé. Các bạn sẽ vào cái đường link Google Chrome nhé, sau đó gõ là youtube.com. Đó, và bấm vào youtube.com nè. Và đây là biểu tượng của màn hình máy tính hiện đang bật nhé. Nếu như mà mọi người đang ở giao diện điện thoại thì mọi người bấm vào ba dấu chấm ở góc cùng bên trên phải thì mọi người chuyển sang cái chế độ là trang web cho máy tính nhé. Đó, ở bên dưới dòng thêm vào mình máy chính ấy ạ. Thêm vào màn hình chính ạ. Đó thì là mình sẽ chuyển sang giao diện máy tính nha. Rồi ok, đây là trang diện giao diện dành cho máy tính. Thì các bạn phải chuyển sang giao diện dành cho máy tính thì mình mới làm được nha. Rồi các bạn sẽ bấm vào, các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng là hình camera ở góc cùng bên tay phải này. Đó, và tải video lên, bấm tải video lên. Đó thì nó sẽ kích vào studio.youtube.com. Thì chúng ta sẽ tải video lên nha. Chọn tệp nè. Ví hiệu ví dụ như là vào video này sưu tập đi, đây hiệu ví dụ như tải cái video ngắn như này đi để cho nó lên cho nó nhanh nhé. Ok, và đây ví dụ như hiệu ví dụ như là demo đi, hiện đang ví dụ như là tiêu đề, mình có thể là tiêu đề demo nhé. Mình sẽ bấm vào mô tả này, hình thu nhỏ mình cho hình, nếu như mình đã làm được hình thu nhỏ thì mình cho vào đây nhé. Và nếu đây, nếu như video này nó thuộc vào danh phát nào thì chúng ta cũng chọn luôn. Còn đối tượng người xem này, bây giờ YouTube thì nó đang trải nghiệm cái sử dụng cái studio này để mình có thể là phân loại ra cái nội dung này của mình, video này có dành cho trẻ em hay không. Nếu như là nội dung này dành cho trẻ em thì chúng ta cần click vào đây. Ok, để tránh cái trường hợp là những cái nội dung mà không dành cho trẻ em mà chúng ta vẫn đăng lên không giới hạn đối tượng người xem ấy, thì là YouTube nó sẽ là hạn chế chúng ta có thể là khóa cả kênh nữa mọi người nhé. Nên là mọi người nên lưu ý giúp mình à. Đó. Đó. Rồi ok. Đó, mình sẽ bật chế độ hiển thị này. Đó, rồi ok. Chế độ hiển thị nhá. Và có phần mọi người sẽ nhìn vào góc bên tay trái, nó sẽ có cái phần là lên lịch này. Đó. Đây thì sẽ zoom lên cho mọi người xem nhá. Đây. Trên này thì nó đã mặc định là nó xuất bản sau một ngày nhá. Nếu như ngày mai chúng ta muốn xuất bản vào ngày 14 tháng 1 thì chúng ta sẽ lên lịch ở đây. Lên lịch ở đây ví dụ như là chúng ta sẽ lên lịch vào 7 giờ sáng vào ngày mai, đúng không ạ? Và đặt làm video công chiếu này. Đó. Thì khi như thế này thì chúng ta sẽ bình thường chúng ta sẽ xuất bản ngay đúng không? Còn mình sẽ có chế độ là lên lịch như thế này và đăng vào ngày hôm sau, trong khi của chúng ta là muốn lên lịch đều đặn hàng tháng, hàng mỗi buổi sáng của mỗi ngày chẳng hạn. Đó thì nó rất là tiện. Có những hôm mà mình bận mình sẽ lên lịch như thế này cho ngày hôm sau. Đó. Và chúng ta sẽ bấm và ở góc cuối cùng, ở góc dưới cuối cùng nhá, thì nó sẽ bấm vào chỗ lên lịch. Ok, vậy là chúng ta đã lên lịch xong cho video này rồi. Đó là một cách rất hữu ích rồi đúng không ạ? Vậy nếu như các bạn mà muốn nhận được nhiều cái video hữu ích hơn thì đừng quên đăng ký kênh YouTube và Hiệp Nguyễn TV ở ngay góc, và bấm vào hình quả chuông ngay ở góc phải ở bên dưới nhá, ngay bên dưới video này thôi. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.